mình khó chịu vãi. Người ta có biết mình quay đâu. Ôi đang cười ra quay đẹp thế. Đang tình gửi ảnh đấy cho người được không? Tạo tạo dáng này. Tạo dáng cho mình. Xem mặt rồi ngại này. Đâu đâu biết đâu. Biết rồi, vừa nhìn thấy rồi. Không. Tìm đi. Mày muốn mua tai nghe phải không? Muốn mua tai nghe gì? Tai nghe xịn xò nhất hiện nay. Xịn xò nhất? Ừ. Ok, tao sẽ đưa mày đi mua tai nghe AirPods nhá. Chỉ có AirPods 2 thôi. AirPods 2. Bây giờ để mua tai nghe thì sang đây gặp em Việt Nam này này. Thấy em là người quen này. Đúng. Thấy em này. Mày có biết em Trang không? Không biết. Mày vào bảo là Trang ơi, bán cho anh một chiếc tai nghe. Ở bảo đi. Thôi bảo đi. Trang ơi, bán cho anh một chiếc tai nghe. Anh đi mua tai nghe. Mời đi. Anh mua tai nghe à? Tai nghe gì à? Có lúc gì à? Bên lúc trước. Hai bên thì một bên. Hai bên. Còn em có muốn tham khảo dòng của iPhone không? AirPods à? Ừ. Đúng cái mày tìm không? 5.200 cơ. 4.500 ạ. 4.500. Vâng ạ. Con này còn AirPods 2 mà. AirPods 2. Có AirPods 1 không? iPhone 1 không thì sản xuất rồi. Nó không có mới ạ. Tất nhiên là không rồi. Quyết được không? Giá của nó thì là 1.500, còn anh thì đấy là chính hãng của iPhone nhá. Còn có những dòng khác giá của nó sẽ mềm hơn, tầm 900 đến hơn 1.000. Nhưng cái này có nhiều loại chứ đúng không? Chính hãng một loại. Còn nó hàng fake nhá đúng không? Đây là hàng bình thường. Hàng bình thường à? Đó là sẽ là 900. Khách đấy. Mua đất với mua đi. 904.500 nghe nó khác nhau nhỉ? Mày định mua mấy chiếc mà mày chọn nhiều rồi? Mua tao chiếc. 4 chiếc. Tặng tao 1 chiếc. Cái này có bảo hành không ạ? Cái này là bảo hành 1 năm. Nếu mà có lỗi có thể chặt thì sẽ bỏ. Nó là bảo chính hãng, cái này mình sẽ phải đưa về công ty để kiểm tra. Nếu như mà do lỗi thì mình sử dụng thì tất nhiên sẽ không bảo hành. Nếu như mà do lỗi của công ty thì công ty sẽ bảo hành. Ví dụ như mày ngâm nước thì chỉ có vứt đi thôi. Cái này không cho ngâm nước rồi. Được không? Thế cái này, cái nào tốt hơn? Đây là chính hãng. Giá chính xác là 4.500 ạ. Không có giảm giá. Anh xem lại cho em nhá. Không có giảm giá. Không ạ. Đây là hàng iPod 2. Đây là hàng có dây nhá. Ok. Đây là có dây. Và mới bảo hành trong vòng 1 năm. Em bóc hộp cho em đi. Để bạn Trang bóc hộp đi. Nhưng mà mình không biết bóc. Bảo bóc hộp. Để bạn Trang bóc hộp đi. Mình bóc cái gì ở giá chỉ là dây cái này thôi mà. Em bóc nhá. Ok. Điện thoại của anh đâu, đưa em. Máy cùi dùng tai nghe xịn. Ngại. Tai nghe đắt hơn điện thoại. Tai nghe là đắt hơn, đắt hơn gấp 3 điện thoại rồi. Chết. Vẫn được. Sao vẫn được? Tai nghe xịn nó tôn vinh cái điện thoại lên. Thế à? Anh Quảng đi đâu rồi? Máy này dùng pin được bền không em? Tai nghe á, pin có bền không? 4 tiếng không? 4 tiếng. Thì được 4 tiếng. Test luôn. Cái này có định vị đấy mày ạ. Có mà. Ở dưới này nhá, tay sang ở dưới này nhá. Tai nghe này hơn 3 triệu.
nhạc nhẽo luôn hết rồi. Xuống. Cũng nghe được mà. Thì tất nhiên là nghe được rồi, tao hỏi mày có sướng không? À. Có êm không? Nó cũng có nhạc như tai nghe bình thường thôi. Có hay không? Nghe nó cũng nhạc như thế thôi. Không hay à? Không phải không hay mà nhạc nó cũng thế thôi. Chứ nhạc nó vẫn là nhạc mà. Ừ. Bên này là rừng. Phải đeo hai bên vào. Không, một bên là rừng à. Chạm nút là rừng à. Thế là mình cài đặt mà. Ấy, một bên nách cho em. Em đã bảo là cái này là trong phần cài đặt. Anh muốn cài như thế nào ở trong phần cài đặt hết. Em cài của anh nhỉ. À, nhưng mà như iPhone đấy, anh thấy nó hiện pin, như máy này nó cũng hiện luôn. Hiện pin của tai nghe ấy. Đi làm ở đây không nghỉ Tết à? Các bạn thấy chị đi có chăm chỉ, thứ hai Tết có đi bán hàng. Đấy là cái tiền để nuôi chồng với con. Ai tải bán iPhone. Vẫn rẻ nhá. iPhone 11 này, Eagle Max này. Máy cũ hay mới đấy? Máy cũ cái này. Cũ. Bóc hộp rồi. Máy cũ. Cái này nhỉ? Hàng đầu do em mà kết nối với hàng của Oppo này hơi khó. Tự nghiên cứu thôi, tải thêm phần mềm. Tải thêm máy mới, nó bảo là tải thêm máy mới. Một máy mới. Tải thêm một bản iPhone 11 về. Một máy mới. Bạn dùng luôn nhé, em vẫn ở trong đây. Thử dùng luôn nhé. Cái này bảo hành 1 năm, mình đã dán giấy bảo hành trên đây. Còn thực ra là công ty sẽ check IMEI để bảo hành. Vừa lẽ là mình bảo ra mình cài đặt là trên hệ thống máy tính, nó đã tự bảo hành cho bạn rồi. Còn mình ghi vào đây là ngày hôm nay là 26 tháng 1 y đến chiều liền nha. Cả nên nói trục trặc nó không có âm thanh hoặc nó đơ đơ gì đấy thì mình có thể mang đến con. Mang đến Lenovo được anh nhỉ? Nó là hàng chính hãng nên là đang mang đi đâu cũng được bảo hành. Không có đại lo. Em mang về Việt Nam. Dùng nhá. Mình đã gọi. Tập hộp luôn. Cho mày cái này là cái mấy nghìn đấy. Cái này nó cũng phải trăm quay đấy. Nó là hàng mấy nghìn cơ mà. Bao gồm tiền ở đấy đấy. Tiền cả mà. Tiền cả. Cho tao sờ phát được không? Nhớ nha, dây sạc ở dưới nha. Tai nghe Apple. Cái máy này giờ biết mấy điện thoại Android. Tai nghe đắt hơn cả điện thoại. Xem mà 5 nghìn nhá. Cái điện thoại tao giờ còn 2 nghìn không? Được 2 nghìn không? Chắc 1 nghìn thôi nhỉ? Điện thoại mày á? Cảm ơn bạn nhé. Quay chị đấy. Chị sẽ hỏi đơn giá iPhone để hôm nào ra mua iPhone. Chị tư vấn iPhone cho nó để hôm nào nó mua iPhone. Định lương xong iPhone. Bạn muốn mua iPhone mấy? Dao động bao nhiêu tiền? iPhone X hoặc là 11. X hả? X không có hàng, X dùng sản xuất 1 năm nay rồi. Không không còn hàng rồi. Cũ không còn. Cũ thì tôi bán hàng cũ thì tôi sẽ bán hàng mới thôi. Thế ở dưới này không phải là hàng cũ à chị? Đây là hộp hàng máy giả. Trưng bày. Máy giả. Tính mua cái giả lại chơi. Tao dùng hàng thật không hết, tao lại phải dùng hàng giả. Thế 11 là nó 11 64GB, giá của nó sẽ là 22.500.
còn 128 GB nó sẽ rơi vào tầm 24.500. 11 ạ. 11 á? Sao bạn 2? Thế thôi ạ. 11 Pro. Không phải 11 Pro Max mới là đắt. Đúng rồi. Có con gì mà nó 4 mấy thì mới. Đấy là Pro Max và giá và đấy là 256 GB. Còn đắt nhất. 512 GB mới là đắt nhất. Ui, ghi đúng là ngang nửa cái máy tính rồi. Ngang máy tính rồi, đừng bao giờ cho hết nhỉ. 22.000. Như con này là con 911 Pro Max ấy. Cháu tư ghi đây rồi. 22.000 Pro Max 64GB giá có là 35.000. Tháng lương. Tháng lương. Đồ tư đi. Tháng lương nhịn ăn, nhịn uống. Mua luôn không? Mua luôn. Mày đưa tiền đâu mua đi. Sáng đang có điều lì xì. Đâu ở đâu đưa tiền nữa? Hết sạch rồi. Hết sạch thôi để chị bán hàng đi thôi. Để chị bán hàng. Mày mua gì không? Tao không mua gì. Không nào tao mua đâu lên. Ở đây không mang giả bóp nhỉ? Không. Đi đi không anh? Mình đi nhá, chào bạn nhá. Thanh niên cái đâu ạ? Thanh niên bên này. Tô Dương Tuấn. Phải thế 4.500. 4.500 à? Mặn thật đấy. Wow. Đầu cái tai nghe 4.500 các bạn. Cái máy này là còn 1.000 nữa.